chung giọt máu đã tội ni. Xin gửi lời chào đầu tiên đại ngày ni. Xin là chào các bạn xã mường hôm nay. Về dòng gia đình mắng chờ đại ngày ni. Xin là chào các bạn bốn phương hôm nay. Về dòng tà mương cho bụi vậy ngày ni. Mày khi khi cá đình giống nhà cậy chi chẳng có thần lá nê nàng vậy ngày ni. Mày khi khi cá đình chơi nhà ta chơi hát dung là qua ngày này con vậy bạn ơi. Hậu nà cha anh đưa mặt lòng mương mà nay un về dòng đập mương đi chơi ra vậy anh ơi. Về là ni thấy un mà ngà khám khá thì un à xin chúc xin chào đôi cầu đã vậy anh ơi. Un chào anh mà phương xa mà nay về dòng đặt mương đi chơi đã vậy anh ơi. Về là ni ngày hội ở làng đỡ mình xin chú ca xin chào đôi cầu đã vậy anh ơi. Xin chào gia chủ ủng tiệm cỏ lòng mới khi cả tuổi mà cảm ơn chào em chào ủn tình thành chào em chào ủn ninh bình cuộc phường chào em chào ủn hòa bình đàng xa khá khó nhiệt tình vì là chung bụi chưa là ngày ni. Xin mời em ủn hạt mường hạt linh mùa xiềng hạ ta mường mà giao liệu chưa là ngày ni. Em ạ hạ ta linh mà dừng hơi nắng đường hỏi xóm hỏi làng quê hương cũng là nói un về dòng đặt dòng mương chào em chào mang cùng về là chung vui đã nên em hơn. Chiêng ún mà ngồi chờ cơ nông ún ra con đẹp như hoa hồng mùa xuân chưa là nó hay. Chiêng ún bữa ngồi chờ bữa bụi ngõ
mắng như yên khuyên đây điểm mà là nó hay cảm ơn lời thôi nhà sự thiêng linh cảm ơn anh mang vui vây ngày hôm mai đã dài anh ơi bụi mình đi dùng chưa lễ đi trần mau gặp un nên thì mang bụi chưa là nó hay có thể hiểu anh tôi ở mài long thanh hôm nay nhân nàn lưỡi mới hôm nay vì ở dùng đưa rưỡi ăn để tôi chào cây chú ý lên nhá hôm nay sướng hồ cà để nhà tôi hôm nay xả dụng tôi thì mang vui hay ni ơi vớ ni đồng bàn đồng bê ở ni ba tình nhà bốn mương vớ ni ngõ sạc bàn mương nơi ni hay ni ơi tôi mời các bạn bảo nhà đưa hạt dùng lạt ló cho vui hay bạn ơi Việt Nam màu đỏ da vàng tôi xin cười đêm lưỡi chào thân thường đã vậy mấy khi em ùn cặp khá hạt trời hạt trơ rộng ra đều giao liệu với là em hôm nay bùi làm bán hơi về lên đi cặp bàn cặp bê đỡ tôi hạt dùng cây thôi giao liều là em ơi bây giờ thời gian có hạn bạn ơi đưa nhường trường nhường lưới đưa cho bạn kha cả nó điếu ăn chơi hay ni ơi tí nữa bao của cả hát nó tiệp mã tù cả lạt ló cho vui hay bạn ơi mắt lưới sẽ bằng về lớp lưa tôi xin cài đuôi lời nhưng cho bạn khác đều hát chờ về là em ơi đây em quê em mê hồi cơm đi đi kịp na bàn na mà kịp na bê đất trời đậu na giá hơi nhớ chi
cho un một trang vô tay cùng là bạn ơi. Cảm ơn các bạn mà Việt làng hôm nay mới cặp ủn nàng xinh xinh ra giờ ủn hơi ủn nói đẹp mà như cơ ở ngày thấy sau như mượn chơ đàn nại đã ủn thường ơi chờ ba đi cỡ nọc út họ y măng sau măng xa ni ai nhà ra ni nhà em chẳng hòa sinh người mà sinh theo em ni thời un đẹp rơi mà măng thường đã dò un hơi em mới tất cả mà bảo nhà ăn lù mà ông ta gọi là lê cơm mà để đã un giá hơi ngày nó cầu nó un trăng mặt em xíu un lên cũng hay nha un răng un chưa hạt chờ ngày nó bỏ un mà hát khéo mà hỏi hay nôn giờ ồn hơi bây giờ chưa những thiền chưa nhường lời cho ngày hát dùng thầy lời ồn giá đã ồn giá hơi ôn nị quê ở nị nhà binh ngày này về dòng kết na tin quê hương đã ở nhà ơi ngày nay cơm mà để cả cả em các mang mới về chung vui đây nhà ơi về anh đi đón bạn lắm phương cho ùn kết bạn chung tình là quen của ngày hơi ninh nhà binh nhà un hát ngoài trà chơ mơ mơ hơn đường cho em mà kết bạn là phương cũng bỏ có ăn chẳng đi ngọt nhớ ý là mía đường ở hay ý xiềng hạt na mương quê hà ra nề nhẹ thì thi ha un na già đã về là đất chơi về là mường
bao nhà liền chiều liền trường mà ngồi trời đã hay ủn hay xin mời các bạn chơi cả mường bao nhà thăm hoài lá phương hát trời con hai bạn ơi cảm ơn cái tâm lòng vàng hạ say nương lê lời vàng cảm ơn rải nhà ơi na ta đã đến chơi ruộng làng cho hẹn vịnh hành bật thầy nàng là quen con hài ùn hay xin mời tất cả chớ bảo nhà chiều hoa chớ đã hát lại chén cha đã dòng rơi hài ùn hay xin mời anh mà ăn bao nhà đưa ở ruộng trọt là ngày này ra vậy chốn đi thế thì anh kính kính chờ mới mười mười em chờ mời mang đạo nhà ngồi trời đã hay ùn hay ùn đi khét là xa mương mong em chỉ kha dẫn đường na đi con vậy nhà ơi thế thì anh kinh chờ mời ùn đứng mà chế khó nhớ lời của em đã hay ùn hay nhà em sụt lắm mà đẹp nô anh nhớ đi lượng ôn thơ đi khâu cũng vậy nhớ tài ơi vâng mời các anh chị ra luôn đi. Đây là các anh các chị lấy nhà hoàng tác văn hóa văn nghệ cái này cái lì công đề cái gia phải tính là sao đây cái gia đình đó cảm ơn anh đã biết nhà mấy ngày nhà cơ mà nhìn đi xin lý là cái xin lý là cái khen cháu mới ra đời nên lên nhà đi nhà hết tất nhà luôn ngồi vòng quanh luôn là dọn ra vừa ăn vừa hát liền có vậy thôi có gì đâu mà ăn mâm cơm luôn rồi có thế thôi mà kiểu vậy thế nó vui thế thôi cơm để hôm nay là vâng nhưng giáp phải quay nhưng giáp phải tính về xả đề thôi nên lên nhà đi thì đưa dùng lên nhà không vâng mời các mẹ lấy nhà ấy lấy nhà ra chiều kín tái xa ra chiều qua tái đời ra vâng mà hà đi lấy nhà đó thế là dù có gạt bị áo ba thằng mình mình đeo cái nó mình để tha cái nó cái đám hôm nay mặc áo gì à mặc áo gì à áo hôm nay tôi phải tặng cái giao nó tôi muốn khu rồi để muốn khu hết trơn thế nói thật thay con nào không? Thôi em không được các chị, em không chào. Không chào. Các chị sao vào trong kia làm gì nhỉ? Chả biết thế nào rồi mày đâu. Chắc phải vào nhà chứ, không đủ đến chùa. Nhà đẹp thế này. Ui, đẹp mưa các chị, các anh
Em nó tặng này con hôi rồi, tặng này. Cắn đi em, cắn đi hát thuốc. Nhà ngồi hết hôm hát không, sát hơn.